chào các bạn. Hà Thương rất vinh dự khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knew 24 h Và hôm nay có những tin tức xin nổi bật. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Suho của EXO comeback với Grey Sui, đổ đứ đừ với vi của anh trưởng, vô cổ cũng lên trình mới. Sau khi xuất ngũ hậu thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, Suho đã tích cực hoạt động chuẩn bị cho dự án âm nhạc solo mới mang tên Grey Sui. Ngay từ thời gian đầu nhá hàng, Suho đã khiến fan dần dần về lần trở lại này. Và không để fan chờ lâu, Suho của EXO chính thức comeback solo với Grey Sui hậu xuất ngũ. Sản phẩm Grey Sui vô cùng ý nghĩa khi mà đánh dấu sự trở lại của Suho sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự vắng bóng ở làng nhạc. Đây cũng là lần comeback đầu tiên của Suho với tư cách là solo kể từ sản phẩm đầu tiên là Let's Love. Ca khúc chủ đề Grey Sui là một bài hát thuộc thể loại Progressive Rock kết hợp hài hòa giữa âm thanh sống động của ban nhạc và hơn hết là âm thanh string Giọng hát ngọt ngào và cách hát tinh tế của Suho làm tăng thêm sự lôi cuốn cho ca khúc này. Đáng chú ý, Suho đã tham gia vào phần viết lời để có thể bày tỏ được những cảm xúc của chính anh. Đây cũng là cách để Suho mang Grey Sui dần dần được tô điểm nhiều màu sắc hơn khi được gặp lại mọi người sau khoảng thời gian trống rỗng. Về mặt hình ảnh thì Suho luôn điển trai trong mọi khung hình và không quá khác biệt với concept mà anh đã nhá hàng trong teaser và poster. Nam Idol diễn đạt khá tốt những cảm xúc khác nhau theo dòng chảy của MV. Lúc thì có phần u buồn bởi sự đơn độc, nhưng cũng bừng sáng trong những cảnh quay hát cùng với ban nhạc. Mini album thứ hai của Suho là Grey Sui cũng được phát hành trên các trang âm nhạc khác nhau vào lúc 16 giờ cùng ngày với tổng cộng 6 bài hát theo chủ đề thời gian. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đang rất trông đợi vào sân khấu quảng bá sắp tới của Suho tại các chương trình âm nhạc. Xin chúc cho Suho của XO sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp trong ngày của KNew 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.